hóa thân thành những ông lão hài hước. Màn mở đầu tiết mục của nhà Xương Rồng khiến khán giả tưởng rằng đó sẽ là một phần trình diễn mang phong cách vui vẻ vốn có của các thành viên. Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn trong phần sau, khi không khí hào hùng rực lửa tràn ngập cả trường quay. Sau màn đấu giá bài hát không thành công, nhận thử thách khó nhất, nhưng cả bốn thành viên của nhà Xương Rồng đã quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội. Em sợ là mình thể hiện mà mình cái tinh thần của mình gửi gắm vào cái bài hát này nó không đúng với cái tinh thần cốt lõi của nó. Nhưng mà em được mọi người chỉ dạy nhiều nên là em tự tin hơn. Vâng. Duy không giỏi hai bài này. Minh cùng Duy đã nghiên cứu rất là nhiều những cái thông tin, những cái tài liệu là chiến dịch mùa đông năm ấy là như thế nào, hình ảnh ra sao. Những câu hò, đó là những câu hò cũng nằm trong cái chiến dịch may áo chống thủ. Bác Hồ khuyến khích cả nước để đóng góp những chiếc áo cho những người binh sĩ. Ai ơi bầu bạn sớm chiều, khuyên người chiến sĩ lập nhiều chiến ngỡ. Mà biến đổi nhà cách mạng thì buộc thứ nhất là mình phải hỏi ý kiến tác giả. Đúng rồi. Thứ hai là nó phải có đủ tinh thần của bài cách mạng. Đúng rồi. Sợ không biết là bác tác giả bạn có chịu hay không, cho nên là phải tìm cách để nhắn tin liên lạc với bác. Cũng rất là may khi mà bác cũng kiểu giống như là chỉ cần tụi con làm đúng và hát đủ lời là được, thì cho nên là em cảm thấy là may quá, mình đã tìm ra được cái lời giải. Chúng tôi là những người rất là trẻ, chúng tôi sinh ra trong thời bình. Nhưng mà khi nghe nhạc thì chúng tôi nghiên cứu về bài hát, hiểu được cái tâm tư của tác giả. Cái bài toán của chúng tôi là chúng tôi làm cách nào để mang cái điều đó với những khán giả trẻ. Không chỉ có nhạc cách mạng, nhiều phần trình diễn trong chương trình cũng được đánh giá cao bởi sự đầu tư công phu, như phần trình diễn chứa đựng nhiều cảm xúc của nhà đam mê. Hay đậm nét văn hóa dân tộc của nhà Sao Sáng.